luôn cả cái lãi suất và những cái mà Linh chi rồi thì trừ ra đi ha. À, thì số tiền hiện tại trong tài khoản là còn lại là 13.770.205.883 đồng. Có người sẽ thắc mắc là cái số tiền này Linh nó có biển thủ không? Quý vị ơi, nếu mà lấy cái sự nghiệp 30 năm của mình để đánh đổi cái mười mấy tỷ này thì quý vị thì cho Linh một cái ý kiến coi thử là có nên không, chứ đừng nói cái chữ muốn. Đây là đoạn clip nghệ sĩ Hòa Linh gửi đến các cơ quan báo chí để trả lời câu hỏi số tiền quyên góp để cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt đang ở đâu. Nghệ sĩ cho biết vì tình hình dịch Covid-19 nên chưa thể trực tiếp ra miền Trung như dự kiến, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện sứ mệnh này và có chứng từ của địa phương sau khi dịch ổn định. Hòa Linh mong là cái cơn dịch bệnh này nó sẽ qua nhanh để cho Hòa Linh có cái điều kiện trao tận tay cái số tiền từ thiện này cho người dân miền Trung và nói lời xin lỗi với người dân miền Trung vì cái số tiền này đến muộn hơn cái dự kiến ban đầu. Trước phản hồi của nghệ sĩ Hoài Linh, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc chậm trễ này trên các trang mạng xã hội. Có người thông cảm, song phần lớn lại cảm thấy khó hiểu và khó chấp nhận. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, ủng hộ đồng bào lúc khó khăn mùa lũ. Mà giờ mùa lũ đã qua nửa năm rồi, thì nói chuyện gì nữa? Tôi thấy Hoài Linh làm như vậy không hợp lý chút nào hết. Khi người ta đang trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất, cần gói mì hay cái quần cái áo thì không cứu trợ. Giờ người dân đã ổn định cuộc sống thì cứu trợ cho ai? Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc giữ tiền từ thiện quyên góp trong thời gian 6 tháng có vi phạm các quy định pháp luật hay không? Bởi theo các quy định tại Điều 7 của Nghị định 64, thì thời gian phân phối tiền hàng cứu trợ là không quá 20 ngày. Tuy nhiên, theo luật sư Hà Hải, thì trong trường hợp này không áp dụng được với cá nhân quyên góp. Nghị định 64 thì nó chỉ điều chỉnh hành vi đối với là các cái tổ chức thôi, chứ không có quy định pháp luật nào để điều chỉnh cái hành vi, điều chỉnh cái hoạt động của họ. Và điều này nó chắc chắn nó sẽ dẫn đến hậu quả rằng là gì, là cái người đó có khi họ là lạm quyền và có khi họ là thực hiện không đúng quy định pháp luật mà không có quy định pháp luật nào để xử lý lại. Trong lúc mà pháp luật chưa có quy định cụ thể điều chỉnh về cái việc mà cá nhân làm từ thiện thì nghệ sĩ nên tiếp tục phát huy đồng từ thiện, nhưng mà chúng ta sẽ làm theo một cách khác, làm sao đó để đảm bảo được cái sự minh bạch về cái hoạt động từ thiện của mình. Minh bạch quan trọng nhất là tài chính. Làm công tác thiện nguyện vốn là chuyện tốt. Với nghệ sĩ, việc này luôn có một sức lan tỏa rộng lớn bởi họ có tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo các luật sư, đã đến lúc cần có những quy định pháp luật cụ thể để công tác làm từ thiện hiệu quả hơn.